Cảnh giới sống đỉnh cao, kẻ đại trí không giao du, người mạnh mẽ ở một mình. Thưa quý vị và các bạn, nhân sinh tựa như bầu trời đêm đầy sao, và mỗi người trong chúng ta đều đang đi tìm ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình. Ý nghĩa sống đó được ẩn giấu trong những ngôi sao trên bầu trời kia. Nó như là định mệnh mà chúng ta cần phải khám phá tìm ra. Từ vẻ bề ngoài cho chúng ta thấy, ai cũng cố gắng ra sức chăm chỉ làm việc, thậm chí tranh đấu để mưu cầu một cuộc sống phú quý giàu sang, nhiều danh vọng và quyền lực. Lẽ phàm hẳn là như vậy. Nhưng nhân sinh lại bất quá ba vạn ngày, mọi thứ kim tiền rồi lại như nước chảy bèo trôi, như mây tụ thoáng chốc lại tan vào hư ảo. Người ta nói nhân sinh cũng là một trường tu hành. Vậy rốt cuộc con người ta muốn tu và hành phấn đấu vì điều gì đây? Kỳ thực đó chính là trận chiến của trái tim. Bởi tất cả những hỉ nộ, ái ố, ai lạc dục trong cuộc sống, trên thực tế tất cả là do trái tim. Cho nên điều phải tu hành chính là tôi luyện bản tâm của chính chúng ta. Chắc hẳn trong cuộc sống ít nhiều ai cũng đã đều từng nghe câu nói đời là bể khổ. Trong tư tưởng tứ diệu đế của Phật giáo có nói về khổ đế, Đức Phật khai ngộ và chỉ ra 8 nỗi khổ của chúng sinh, đó là: sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ, vì chấp vào ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng là khổ. Cứ lấy đó mà quán chiếu thì ta thấy rằng cuộc sống vốn là một cuộc hành trình đầy gian khổ, và chúng ta là những người bước trên hành trình gian khổ đó. Vậy thì làm sao cho bớt khổ? Như đã nói, mọi cuộc chiến trong nhân sinh đều là cuộc chiến của trái tim. Cho nên mỗi người cần phải tu luyện cho mình một trái tim mạnh mẽ, chuẩn mực. Bản tâm chuẩn mực này không chỉ là năng lực cảm nhận xuyên thấu được sự việc, sự tình, mà còn là đại biểu cho cảnh giới sống của một người. Cảnh giới càng cao, cuộc sống càng tự do, tiêu sái, phóng khoáng, đầy tự tại. Nhân sinh tại thế, sau đây là những cảnh giới sống đỉnh cao mà chúng ta cần tu hành. Thứ nhất là đại trí không giao du. Dù bạn có ở trong vòng kết giao hay không, điều trọng yếu là phải làm theo bản tâm mình. Thành thật mà nói, con người ta không thể sống mà thiếu đi bạn bè, thiếu đi sự giao lưu. Bởi vì bản chất con người là thích giao du, và khi một người không thích giao du hòa đồng thường bị cho là kẻ lập dị. Vậy có phải cứ giao du, càng có nhiều mối quan hệ càng tốt? Điều này nhìn bề ngoài trông thì có vẻ đúng như vậy. Tuy nhiên, tham gia một cách mù quáng vào một số vòng kết giao mà người ta không thích, điều này không phải là một điều tốt. Tại sao lại như vậy? Tại vì lúc này một người đang cố gắng ép mình theo đám đông, mang gánh nặng tâm lý làm hài lòng phục tùng tập thể. Bởi họ sợ bị cắt xoẹt và đã văng ra khỏi vòng kết giao đó. Đây quả thực là một điều mang lại cho họ sự dày vò căng thẳng. Và nếu cứ ở trong các mối quan hệ đó càng lâu, họ sẽ càng ngày ít đi niềm vui hạnh phúc, và cuộc sống đương nhiên sẽ trở nên ngày càng tồi tệ. Dần dần họ sẽ trở nên tầm thường, trôi theo dòng nước cả đời, không biết ý nghĩa cuộc sống là gì. Người xưa nói, trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen. Cho nên khi kết giao, nếu không gặp được người mà cái gọi là tam quan tương hợp, thì tốt nhất là không cần tụ họp làm chi. Không giao du, không quần hợp, trở thành một người độc lập, sống một cuộc sống tiêu sái phóng khoáng, đôi khi đó lại là một điều tốt nhất. Suy cho cùng, bạn có phù hợp hay không với vòng kết giao của mình, tất cả đều phụ thuộc vào tâm của chính bạn, mục tiêu theo đuổi của bạn là gì, và làm theo lời trái tim mách bảo luôn tốt hơn là làm theo đám đông. Có người nói rằng, tôi thôi giả vờ có nhiều bạn mà quay lại với sự cô đơn và bắt đầu cuộc sống một mình với con người thật của mình. Đôi khi tôi không thể chịu đựng được sự trống trải vì cô đơn, nhưng tôi thích duy trì nó theo cách riêng của mình cùng với lòng tự trọng. Tôi không muốn đổi lấy loại bạn hời hợt đó bằng cái giá của sự xấu hổ. Hòa đồng có thể phản ánh giá trị bên ngoài của một người, nhưng sự độc xử có thể định hình giá trị bên trong của người đó. Nhiều người nghĩ rằng không hòa hợp chẳng phải mình bị coi như lạc loài, khác biệt hay sao? Vì sợ người khác nói mình thu mình, và để khiến bản thân trở nên bình thường, họ sẽ kết bạn khắp nơi, chẳng cần phân biệt tốt xấu, hợp hay không. Miễn là có cơ hội kết giao thì họ luôn gượng ép mà chấp nhận.
hy sinh tinh thần độc lập và ý chí thực sự của mình chỉ để có thể xuất hiện trong đám hội của nhục dục. Loại hành vi cố tình kết bạn này thực chất lại là bất thường nhất. Nó chứng tỏ rằng nội tâm của một người vô cùng yếu đuối, vì yếu đuối cho nên mới phải dựa dẫm vào người khác. Kỳ thực, sự khác biệt không đồng nhất trong các mối quan hệ chẳng qua là sự khác biệt về nhận thức, quan điểm của từng cá nhân. Nếu chúng ta đang thực sự làm tốt, tại sao chúng ta phải quan tâm đến những gì người khác nghĩ? Nếu bạn không lắng nghe lời trái tim mình, bạn sẽ trở thành kẻ mù quáng trước ý kiến của người khác, hoặc bị dắt mũi, hoặc trở thành bàn đạp cho họ. Theo lời Lão Tử giảng rằng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, người không cùng chí hướng, tư tưởng quan niệm thì không thể cùng nhau đảm đạo được. Do vậy, điều gọi là đại trí không giao du được nói ở đây không có nghĩa là không hòa mình vào đám đông, mà biết cách cân nhắc thiệt hại, biết rời bỏ những vòng kết giao không phù hợp với mình, có chính kiến trong lòng, có phán đoán và lựa chọn độc lập, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Cho nên, thay vì tốn thời gian kết bạn thật rộng, thì người thông minh biết cách tập trung vào những người thực sự quan trọng như người thân, gia đình hoặc người bạn có thể gọi là tâm giao, đồng cảm thấu hiểu mình nhất. Đây là nhóm người có thể thỏa mãn phần lớn nhu cầu tình cảm và lý trí của một cá nhân. Lựa chọn bạn bè lấy ít thắng nhiều, lấy chất thắng lượng mới là cách làm của người khôn ngoan trí tuệ. Nếu không có ý định quần tụ thì bạn hoàn toàn có thể chọn lối sống như một con sói đơn độc để dành toàn bộ sự tập trung sức lực, thời gian và tâm trí cho mục tiêu mà mình đã đặt ra. Hơn thế nữa, sự lựa chọn này còn giúp bạn có cuộc sống phóng khoáng, thong dong, tiêu diêu tự tại, không bị ràng buộc bởi những ánh mắt dòm ngó, phán xét, suy nghĩ của người đời. Điều này không chỉ thể hiện bạn là một người có nội tâm mạnh mẽ, mà đó còn là tố chất của người thành công. Thứ hai là người bản lĩnh mạnh mẽ không sợ ở một mình, trong cô độc mới hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Cô đơn là trạng thái bình thường của cuộc sống. Nếu một ngày nào đó bạn có thể đón nhận cuộc sống một mình, thì có nghĩa là bạn đã hoàn toàn sống. Henry David Thoreau là nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ đã từng nói: "Tôi đã ngừng giả vờ có nhiều bạn bè và trở lại sống một mình với con người thật của mình. Tôi có 3 chiếc ghế trong nhà mình, cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội." Thoreau đã từng sống ẩn dật bên hồ Warden một mình trong 2 năm để tránh sự hối hả và nhộn nhịp. Trong 2 năm, Thoreau làm ruộng và tự cung cấp nơi sống bản thân và luôn ở một mình trong suốt thời gian đó. Sau này có người hỏi ông: "Sống ở đó một mình chắc cô đơn lắm, và anh rất muốn gặp mọi người, nhất là trong tiết trời tuyết rơi." Thoreau trả lời: "Chẳng phải trái đất chúng ta đang sống chỉ là một con thuyền nhỏ trong vũ trụ hay sao? Tại sao tôi cảm thấy cô đơn? Không phải trái đất của chúng ta nằm trong dải ngân hà sao? Tôi nghĩ ở một mình thường xuyên khiến người ta khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Tôi thích ở một mình, và cho đến nay tôi vẫn chưa tìm được người bạn đời nào cảm thấy gần gũi với tôi như khi ở một mình." Khi đến một đất nước xa lạ, dù ở trong đám đông, chúng ta thường cảm thấy cô đơn hơn khi ở nhà một mình. Sự cô đơn không thể đo bằng khoảng cách không gian giữa người với người. Mọi người thường hiểu nhầm ranh giới giữa một mình và cô đơn, nên họ nhầm lẫn giữa một mình với trạng thái bị cô lập và cô độc. Vậy sự hiểu nhầm này là như thế nào? Ở đây, chúng ta có thể cắt nghĩa để có thể hiểu rõ hơn giữa độc sự ở một mình và sự cô đơn. Cô đơn và ở một mình ở đây đều mang tính chất lẻ loi đơn độc. Nhưng cô đơn thường là ở trong trạng thái tình thế bị động. Ví như trong tình yêu, nếu ai bị thất tình chia ly, thì điều này sẽ làm cho con người ta cảm nhận được rõ nhất của sự cô đơn. Nói cách khác, cô đơn là trạng thái lạc lõng, cảm giác chán nản, thậm chí cả với chính mình, khi dường như người và vật đều từ bỏ ta đi. Còn độc sự ở một mình thì khác, nghĩa là mọi thứ vẫn bên ta, không rời xa ta, nhưng ta lại chọn cách thu mình lại, chủ động lánh xa mọi thứ để tận hưởng cuộc sống một mình. Tự chung lại, cô đơn là một kiểu sống một mình ở trạng thái bị động, có nỗi buồn, có sự chán nản, thậm chí còn bị trầm cảm. Cho nên ở trạng thái cô đơn cần phải có năng lực cực kỳ mạnh mẽ,
có thể nói nó mạnh mẽ hơn so với ở một mình vài cấp độ. Bởi người cô đơn cần phải thoát ra sự u buồn, sầu não, đau khổ để tự chữa lành vết thương cho tâm hồn mình. Độc sử thì ở trạng thái chủ động, lựa chọn đưa bản thân của một người vào trạng thái ở một mình, hướng vào bên trong bản thân, tự hòa hợp, tìm tòi khám phá niềm vui nơi chính mình. Việc hòa hợp với chính mình là một loại năng lực, đó là sự tỉnh thức. Loại năng lực này không phải người ta muốn là có được, mà nó đòi hỏi cần thời gian đủ lâu để có sự trải nghiệm sâu sắc nhất của nội tâm. Khả năng ở một mình là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy sự trưởng thành về cảm xúc của một người. Thân bình, tâm định là một điều kiện tiên quyết để phát huy tối đa khả năng cho phép chúng ta tìm thấy sức mạnh bên trong của mình và đón nhận cuộc sống theo một cách mới. Điều này muốn có được chỉ khi bạn chọn cách sống ở một mình. Trong trạng thái này, bạn mới có thể làm cho tâm hồn tĩnh lặng và phong phú đầy sức sống hơn. Người ta nói rằng, một người càng mạnh mẽ thì càng muốn ở một mình, và người thích ở một mình có xu hướng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong cô tịch, gặp gỡ sự trưởng thành của chính mình, trong nhàn rỗi suy ngẫm về những điều thiếu sót của chính mình, trong yên bình trau dồi tình cảm của chính mình, và trong chiêm nghiệm nhận ra bản ngã cuộc sống của chính mình. Ở một mình là một loại vẻ đẹp tĩnh lặng, nhưng cũng là một loại tu luyện, cũng là khoảng thời gian giá trị gia tăng tốt nhất cho thân tâm trí của mỗi người. Ở một mình là niềm hoan ca hạnh lạc. Có thể nhiều khi nghĩ đến cô đơn sẽ khiến bạn hoảng sợ, nhưng sự hoảng sợ ấy chính là sự khởi đầu của một cuộc sống viên mãn. Ở một mình là một khoảnh khắc đẹp và là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống. Mặc dù đâu đó có thoáng nhẹ một chút cô đơn, nhưng trong cô đơn có một loại thỏa mãn. Những người thực sự tận hưởng lối sống một mình thường có thế giới nội tâm phong phú, tâm hồn rộng mở, đầy chất thơ và cảnh giới sống cao cả. Lý Bạch là người biết rõ nhất cái đẹp của độc sử. Ông nói, cổ lai thánh hiền, giai tịch mịch. Thánh hiền xưa nay đều tịch mịch. Ông một mình giữa hoa dưới trăng, không người cùng uống rượu, bèn mời trăng và bóng cùng uống, nâng ly mời trăng sáng, ba người mặt đối mặt. Đào Uyên Minh từ bỏ quan trường lui về chốn thôn quê, khiến cho trái tim được bình yên không xáo trộn, thoát khỏi những dính mắc sự ô trọc của nhân tình thế thái, để tận hưởng khoảng thời gian hoan ca hạnh lạc một mình. Hái cúc dưới rào đông, nhàn nhã ngắm Nam Sơn. Tô Thức một mình dựa vào gậy trúc trong đêm, lắng nghe tiếng nước chảy mà ngỡ như những bản nhạc du dương thi vị, cảm thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp và thời gian không thể lãng phí. Năm xưa, Bồ Đề Đạt Ma đã ngồi quay mặt vào vách đá thực hiện thiền định suốt 9 năm liền không nói gì. Những vị giác giả, cư sĩ độc hành như thế sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ảo tưởng trong thế giới phàm tục, cũng sẽ không chạy theo những sở thích tầm thường hay những vui sướng nhất thời. Những ai có được loại đơn độc này là biểu hiện của sự khôn ngoan tận cùng của một sinh mệnh tốt lành. Họ là những người quyết tâm theo đuổi ý nghĩa chân chính của cuộc đời. Trong thế giới của chính mình, bạn có thể thỏa sức chắp cánh cho tâm hồn, sẽ ngày càng cảm thấy dòng suối tràn đầy của sự tự do tự tại đang chảy trong tim mình. Cho dù thực tế có khó chịu đến đâu, bạn cũng có thể lắng nghe những vần thơ của cuộc sống trong thế giới riêng của mình, trải nghiệm khoảng cách rộng mở khoáng đạt hơn và tận hưởng niềm vui khi ở một mình. Hồng trần đầy những ồn ào xô bổ náo nhiệt, bước đi trong đó rất dễ khiến con người ta trở nên bụi bặm. Nếu không biết cách ở một mình, bạn sẽ thường nghe theo lời người khác, mù quáng chạy theo đám đông và phó mặc cuộc đời như thuyền không bánh lái, được chăng hay chớ như nước chảy bèo trôi. Làm sao một người có thể giữ được một cõi tịnh độ cho tâm hồn mình nếu người đó luôn bị vướng vào những chuyện tầm thường và bị mắc kẹt trong vòng xoáy danh vọng, lợi tình và tranh giành quyền lực? Có một câu nói hay, cuộc sống tồn tại cho chính nó, đó là một điều đơn giản và tự nhiên, không phải là một màn trình diễn vai phụ trước mặt mọi người. Khi chúng ta lớn lên rồi trưởng thành, chúng ta dần khám phá ra rằng thế giới là của riêng bạn và không liên quan gì đến người khác. Đối với một người mà nói, trạng thái sống cao nhất trong cuộc đời này chính là một bông hoa, một thế giới, một chiếc lá, một cuộc đời. Mọi thứ xung quanh bạn đều là hư ảo, chỉ có bản thân bạn đang hiện hữu trong từng phút giây nơi hiện tại là có thật. Nói một cách thoát tục thì mọi thứ trong thế giới của người phàm đều là giả.
Vì tất cả đều là giả tạo hư ảo. Tại sao chúng ta không sống một cuộc sống tự tại, tiêu diều phóng khoáng hơn? Chí ít cũng là nghe theo lời trái tim và sống đúng với con người thật của mình. Trong hành trình của cuộc đời, chúng ta đều bận rộn với rất nhiều công việc và các mối quan hệ xã hội khác nhau. Để làm nhiều việc hơn, chúng ta quảng giao nhiều hơn. Như thể có nhiều bạn bè sẽ có nhiều con đường. Như thể càng quen biết nhiều người, chúng ta càng có giá trị. Và như thế có thể giúp bạn thực hiện được ước mơ của mình. Thực ra, cuộc gặp gỡ quý giá nhất chính là gặp lại chính mình vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tìm lại giá trị của cuộc sống, khám phá ý nghĩa của việc mình đến với thế giới này. Lúc đó bạn sẽ hiểu, chỉ có đứng cao mới có thể nhìn xa. Và chỉ có bước ra khỏi vấn đề bạn mới có thể nhìn thấu tỏ vấn đề. Ở một mình như là chinh phục một ngọn núi cao mang tên cô đơn. Nếu bạn dám leo lên đỉnh, bạn sẽ có cơ hội mở rộng tầm mắt và nhận ra rằng thế giới thật là bao la, rộng lớn. Ở một mình sẽ mở ra bến cảng cho phép bạn kết nối và trò chuyện với chính mình. Suy cho cùng, hành trình cuộc sống cần những giây phút tĩnh lặng để trở về với sự bình yên nơi sâu thẳm của miền tịnh độ trong tâm hồn và gặp gỡ con người chân thật nhất của chính mình. Và cũng chính ở nơi đó, ta mới tìm thấy niềm hoan ca hạnh lạc đích thực của cuộc sống. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.